Trong hai ngày 15 và 16 tháng 3 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tổ chức hội thảo giới thiệu bộ sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn tỉnh. Bà La Thủy Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre và ông Đỗ Thành Lâm, Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. Đại biểu được nghe giới thiệu những điểm mới về nội dung, cấu trúc và định hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới của hai bộ sách Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Đây là những bộ sách sẽ được đưa vào sử dụng chính thức trong nhà trường từ năm học 2022-2023, thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã xây dựng kho học hiệu phong phú, đa dạng, giúp giáo viên dễ khai thác và vận dụng trong quá trình dạy học. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre chuẩn bị triển khai và tổ chức chọn sách giáo khoa mới đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023. Để triển khai cái chương trình sách giáo khoa ở lớp 7 và lớp 10 thì Sở đang rà soát sắp xếp lại cái tình hình biên chế ở các cơ sở giáo dục và đang xây dựng cái phương án tuyển sinh vào lớp 10 sao cho nó phù hợp với cái yêu cầu học tập của học sinh và cái tình hình thực tế của các trường. Đồng thời thì cũng đã hướng dẫn cho các cái cơ sở giáo dục về cái nguyên tắc, các cái tiêu chí cũng như là cái quy trình để lựa chọn các cái bộ sách giáo khoa. Đặc biệt thì đối với cái cấp trung học phổ thông thì năm nay là năm đầu tiên cái triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối 10. Vừa qua thì ngành cũng đã phối hợp với các cái nhà xuất bản để cung cấp các cái lai sách và một số cái bản thảo giấy để cho giáo viên sẽ nghiên cứu. Và hôm nay thì đang phối hợp với các cái nhà xuất bản để tổ chức giới thiệu cái bộ sách lớp 7 và lớp 10. Trên cái cơ sở hướng dẫn của sở thì các trường sẽ lựa chọn và sẽ có cái đề xuất về cho hội đồng cấp tỉnh. Hiện nay thì ngành cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh để ban hành cái quyết định về thành lập cái hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của tỉnh. Theo kế hoạch, học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trên cả nước sẽ học theo sách giáo khoa mới từ năm học 2022-2023. Đối với lớp 7, danh mục gồm 40 sách giáo khoa của 12 môn học và hoạt động giáo dục. Lớp 10, danh mục gồm 44 sách giáo khoa của 14 môn học và hoạt động giáo dục. Theo đó, ngành giáo dục và đào tạo Bến Tre sẽ tiến hành việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các trường học. Khi có kết quả chọn sách, các nhà xuất bản phối hợp với tỉnh tiến hành tập huấn sử dụng sách giáo khoa, cung ứng sách kịp thời cho các nhà trường trước năm học mới. Việc chọn cái tài liệu để giảng dạy thì đây được xem là một cái nền tảng cũng như là một cái cơ sở quan trọng cho cái sự thành công của việc triển khai cái chương trình sách giáo khoa ở trên cái địa bàn tỉnh. Vì vậy thì các cơ sở giáo dục là phải nghiên cứu kỹ các cái bộ sách và trong cái hội nghị tập huấn hôm nay đó thì phải tập trung lắng nghe những cái chia sẻ của tác giả về những cái nội dung cốt lõi, cũng những ý tưởng và cái mục đích mà các cái bộ sách giáo khoa hướng đến. Và cũng phải mạnh dạn trao đổi về những cái vấn đề mà mình cần quan tâm để làm sao mình hiểu đúng, hiểu đầy đủ và hiểu chính xác về những cái bộ sách mà đã được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt. Từ đó thì sẽ có cái nhìn tổng quan về những cái bộ sách để chúng ta định hướng xem là mình sẽ chọn cái bộ sách giáo khoa nào thì nó sẽ phù hợp với cái mục tiêu giáo dục, với đối tượng học sinh, với cái điều kiện đặc điểm của nhà trường cũng như là cái thực tế của địa phương. Đặc biệt là phải nắm vững các cái nguyên tắc, các cái tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và cái việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa thì phải đảm bảo là đúng quy trình, đúng quy định, công tâm khách quan để chúng ta lựa chọn được cái bộ sách tốt nhất cho học sinh và nhà trường. Theo kế hoạch, ngành giáo dục Bến Tre sẽ tổ chức hướng dẫn giáo viên sử dụng sách đối với các môn học, hoạt động giáo dục đã được cơ sở giáo dục lựa chọn theo quy định. Đối tượng bồi dưỡng là tất cả giáo viên dạy học lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.